Em vô đây, vô đây. Trời đất ơi, bữa nay có em qua tập á là anh phải mua một đống đồ ở bên Mỹ về đó. Wow. Anh thay cái máy này cho em tập. Thấy em quan trọng chưa, nó xử với em tuyệt vời chưa? Đó, giờ em đi pha súp, em muốn tập nghe, chút vô tập nghe. Ok. Tao nói gì các bạn? Lời nói không mất lòng nhau, đưa lời mà nói. Cho xây tiền ra lộn lộn. Mày lỗ quá, lại. Người ta nói gì các bạn? Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Từ từ nó mới xì tiền ra nha các bạn. Lời nói dối ngọt ngào mà khách hàng vậy thôi, phải chăm sóc khách hàng này nọ đó bạn. Em nói rất bí mật, biết mặt làm ăn, đừng ra lớn. Nha, các em dựng video đó được cắt khúc này nha. Hello, chào mừng các bạn đến với TH Lò Xuyên quận 9. Hôm nay là Duy Nguyễn từ bên Bình Tân qua bên đây có một cái công việc cực kỳ quan trọng mà Duy nghĩ rằng tất cả fan hâm mộ hay là khách hàng của TH Lò Gym đều mong chờ. Đi. Mẹ, cái kiện hàng huyền thoại này từ bên Mỹ nó về nha các bạn. Rồi đi theo Duy. Các bạn sẽ biết chuyện gì đang xảy ra. Khóa xe để em trộm mọi người. Thời buổi này Covid nó vả quá rồi. Trước nhà mình cũng phải cẩn thận nha các bạn. Chào các bạn, Duy ngồi đây, chắc bạn biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Thì có một chiếc máy Mỹ Đế 2N dòng BA nó bị đứt cáp. Nó thể hiện một sự trăn trở của Duy Nguyễn. Duy Nguyễn rất là trăn trở, nên Duy Nguyễn cũng rất là dành toàn tâm toàn ý trong vấn đề mà Duy Nguyễn làm cái order từ nhà sản xuất. Bây giờ là mua bán mà. Thật sự cộng này còn bảo hành. Có làm sao Duy nói vậy? Một cộng cáp là 2 triệu tiền cáp không nha bạn. Một cộng cáp là 2 triệu tiền phí vận chuyển là nó mấy triệu nữa. Phí vận chuyển cục này từ bên Mỹ về Việt Nam nó rơi vào khoảng 8 triệu. Tiền thuế nữa nha các bạn. Tiền thuế nữa. Tiền thuế đâu không biết nhiêu nữa. Tiền thuế đâu cũng gần chục triệu á. Đó, rồi tiền hàng. Nên tất cả mọi thứ Duy Nguyễn nói ở đây á không phải là nói về tiền. Nhưng mà Duy Nguyễn chia sẻ cho bạn cái sự tâm huyết. Tức là cái đơn hàng này là tự Duy Nguyễn làm luôn. Thường thường mấy cái đơn hàng nhỏ nhỏ này nọ đó là không bao giờ Duy Nguyễn làm đâu bạn. Ngay cả những cái công hàng bên lắp radar, bên RSB, tất cả những cái đơn hàng mà lớn lớn đó Duy Nguyễn cũng có làm nữa. Nhưng mà cái đơn hàng này là Duy Nguyễn làm. Tại Duy Nguyễn muốn theo dõi cái sự việc này nó diễn ra nó phải nhanh để thay, để cho ta tập. Mà thật sự có một cái tin nó đáng là buồn nữa. Nó có hai cái tin buồn lắm bạn. Một là Phi Đất. Cái thằng Phi Đất này là cái thằng mà Duy làm việc với nó cũng gần chục năm rồi đó các bạn. Nhưng mà bây giờ Duy nó thật sự Duy cũng còn cảm giác như này. Nó có quá nhiều vấn đề. Nhưng mà thôi kệ. Việc đó nó không nên nói nhiều các bạn. Cái vấn đề thứ hai nữa là Duy Nguyễn lấy được ra kiện hàng này cũng gian nan trắc trở gần trùng. Gian nan lắm mà. Nhưng mà khi mà mình lấy cái kiện hàng này ra đó, một phát một á, đóng cửa phòng Duy. Cái ngày mà Duy Nguyễn tính đem qua đây Duy Nguyễn thay đó, là đóng cửa phòng Duy ngày đó luôn. Và bây giờ là đóng hơn 10 ngày rồi. Nên Duy Nguyễn thôi kệ đó, giờ đằng nào phải thay. Bỏ đây không có người tập cũng được nữa, nhưng mà phải thay. Đó, đây là những cái cọng cáp của những cái máy này. Những cái nào á, mà nó hư mà trên 1 năm á, là mình bỏ tiền ra mình mua nha các bạn. Còn nào trong 1 năm á, là warranty, nó là nó đưa đồ cho mình thay. Đó, còn bây giờ hỏi tiền ship nào chịu. Nó nói, các bạn hỏi, ủa giờ mày đưa đồ tao thay, giờ tiền ship nào chịu. Nó cho mình tiền hàng. Tức là cho cái cọng này nha bạn. Còn mấy cọng khác là mình phải mua. Bạn hiểu ý tôi nói không? Nhưng mà cái tiền ship ai chịu? Tôi chịu luôn cho lẹ. Wow. Tôi chịu luôn. Tôi nói thôi làm lẹ đi. Cạch phát một. Đó. Kêu mấy nhỏ bạn nó làm neo bên Mỹ đó. Thôi mày đi tìm cho nhanh đi. Không cần phải đi đầu Việt Nam qua 2-3 ngày tới. Chuyển đi bộ xích bụp vô phát một tới. Tưởng đâu sao hay bên bển đi cũng lâu như mình. Mình đi đây 3 ngày, bển đi cũng 3 ngày luôn thôi chịu. Cái đó là một cái kinh nghiệm nha các bạn. Rồi bây giờ không làm mất thời gian của chương trình nữa, giờ chúng ta cùng nhau khui ra cái này là cái gì mà nó mắc quá. Tiết lộ cho bạn, cái thùng hàng này tôi mấy chục triệu đó. Mấy chục á. Mấy chục á thì Duy không tiện nói mấy chục. Nhưng mà bạn biết Duy để dùng chữ mấy chục á là cũng phải chục nặng nặng. Chứ không phải là chục nhẹ nhẹ nha các bạn. Rồi Duy ơi, chuẩn bị hết rồi. Cây kéo vàng trong làng Duy Mơ. À, rồi khi mà anh thui cái thùng này ra rồi tụi em thay cáp trên cái máy nó bị hư. Xong rồi tụi em bàn giao cái này lại cho quản lý building bên này để tôi cất.
để tôi cất cái này là cái lượng cáp dự trữ cho tất cả những máy móc của mình luôn. Máy của mình nó xài hai loại cáp, một loại dây nhỏ với hai loại dây curo. Mà dây curo thôi mẹ đời đâu đứt được, nên dây nhỏ. Cái dây nhỏ nó thật sự có những dây 3 năm chưa đứt, nhưng mà bây giờ Di bị cái này Di bực mình nè, nên bây giờ Di mua hết tất cả cáp luôn các bạn. Di mua hết tất cả cáp của những máy ở TH Gym luôn, cáp nhỏ nha, đó, để dự trữ, để mà có lỡ á, mà có hư á thì lấy cái bụp liền, nó không có bị tình trạng này nữa. Chơi là quan điểm của Di là không có chơi sửa bạn. Biết cái vụ mà đứt cáp của Di Nguyễn á, thì lâm lùng cái thằng đóng vai Việt Kiều á, nó chạy đời chợt Kim Biên, nó mua ốc mua ác rồi nó hàng này nọ tất cả thứ, nó thôi mày dễ nhà mày xài đi. Cái nó nói ủa sao vậy anh Di không lấy cái xài đỡ, nó nguyên tắc của anh đó. Cái điện thoại iPhone mua 30 triệu anh không xài ốp 30 ngàn, cái đó là cái nguyên tắc bất di bất dịch của anh rồi. Đồ Mỹ thì phải chơi đồ hãng, chứ bây giờ đồ Mỹ không có chơi đồ lô, không có chơi đồ ghép là mất giá trị của mình. Đó là cái câu trả lời anh dành cho lâm lùng nha các bạn. Thông cảm đi, đang Covid ê, lỗ quá không dám mở máy lạnh nữa, hơi đổ mồ hôi chút nha. Thông cảm đi các bạn. Rồi thì các bạn sẽ được coi những cái nhân viên lợi hại của BBT chuẩn bị làm cái công đoạn mà gọi là thay cáp. Và tất nhiên giờ mình review trước các bạn. Mấy cọng cáp mà nó khổ lắm chứ phải giỡn đâu nha, coi Mỹ đóng hàng sao. Trời ơi, Di Nguyễn làm đơn hàng là với con nhỏ bệnh cũng trần thân luôn bạn. Khổ thấy bà nội luôn. Đó. Nói vậy là nó khi mà hư á đã thay đổ đưa cho mình là vậy nè các bạn. Di Nguyễn không dám xé cái bịch nha. Đó, nó thay nữa đưa nó nguyên không? Người ta cáp, người ta hàng nguyên mối, nguyên này nguyên kia, nguyên cục vậy gắn vô cái bịch thôi. Còn nội kia ở ngoài kia mua cục này riêng, cục này của Trung Quốc hay cục này đâu làm xấu quắc à, xong rồi mua này gắn vô nhìn nó chất quốc à ba. Cái cọng cáp nó đã dở rồi mà thêm phụ kiện nó cũng dở theo nữa nè. Nên bây giờ á mỗi cái nó có một cái mã, đúng không? Mỗi cái nó có cái mã, giống như này nó ghi được bioart 703 bicep là cái cáp để dành cho máy bioart 703, mà cái kia mình nó 703 bicep làm đó đó, nó chưa hư để dành cho mày, không thắng lộn cho mày. Nó giờ mình kiếm thằng này lắp vô đau, đúng không? Mình kiếm mà tao kiếm cho chắc ăn mày ơi. Nè bioart 709 release stack. Ồ chắc đó đó mày ơi. 709 hả? Cái này không biết lên Google search. Anh Google search search bioart mã nó ra luôn á. Đó. Nè bioart 710 lát, chắc này rồi, lát lần này rồi. Nào anh mày cá độ luôn á. Anh nghĩ nó là 707 705 mà lát lần này rồi. Gắn vô là nó còn cái release nữa. Cái thằng kia nó là sẽ là cái từ release, nó không phải là main cap, em hiểu không? Tức là cái dòng cộng dây cap mà lớn á, cộng dây cap chính á để mà vận hành cái máy nó kêu là main. Còn bên cạnh đó nó có những cái dây cap mà nó để thực hiện một cái chức năng nào đó, đúng không? Ví dụ như cái ghế của em nó bị liệt thì nó là chức năng release, nó release là release cái ghế á đó. Đó thì nó cao cap nó sẽ có mã release, cái đó là led extension. Nè bay ông ạc là Miduro là chuẩn bị sẵn luôn nè, không Miduro nè, không bạn cứ tính cộng $100 đi. Wow. Cộng $100 tính tới vậy đó nè. BB mà S9000 là anh mua sẵn luôn rồi không? Đó, mua hết rồi đó, tức là mốt cáp mà hư cũng có đồ hai đó, nó không có bị động như vậy nữa. Thì thôi mấy em cứ quay cận hay là release đó, trong đồ Mỹ nó như vậy đó, hư đồ là như Nguyễn giải quyết kiểu đó. Giải quyết kiểu đó là giải quyết kiểu khoa học nhất mà cũng là kiểu tốn tiền nhất đó. Bởi vậy Nguyễn nói đây là gì, ở cái chất chơi của như Nguyễn nó là như vậy. Như Nguyễn không ngại tốn kém, Duy Nguyễn muốn đem đến cho các bạn những dịch vụ mà nó xứng tầm Mỹ Đế. Đã là Mỹ Đế thì Mỹ Đế, chứ không phải Mỹ Đế pha ke các bạn. Nó thật là Duy Nguyễn làm vậy nha các bạn. Nên tôi cũng tốn rất là nhiều tiền. Nên các bạn đóng tiền tập, bạn đừng đại giá cho tôi nữa nha. Tôi mệt các bạn quá. Rồi chúc bạn thành công em, phục vụ. Mình đi tập đi các bạn. Trời ơi, mấy em thay cộng cáp thôi là mấy tiếng đồng hồ. Mà công nhận thằng nào ông binh cũng hay thiệt chứ, nghĩ sao cộng cáp máy Mỹ Đế người ta lùi vô cái ống này đẹp còn chết. Nó tháo mẹ cộng cáp cũ luôn ba. Nó tháo cộng cáp cũ làm mấy thằng thay cáp nó không lấy được cộng cáp, nó nối nó kéo cho nó nhanh, nó ngồi nó lòn, trời ơi nó lòn, trời ơi túng đầu dọc đường gặp cả ba ngã tư đèn xanh đèn đỏ đâu này nó tắt từ lưa chưa hết. Lâu quá. Rồi thử nha. Thử xong rồi gắn lại cái máy nha.
cái bay nó tháo trần trụi ra nhìn kỳ quá. Này có bôi mỡ bò, mỡ trăng hay là dầu nhớt đẻo gì vô cho nó trơn không ta? Cái ống chạy chạy dưới đây nè mấy em, đúng không? Tụi em phải bôi gì vô cho nó trơn trơn một chút. Chứ dây cáp là ok rồi đó, kéo nó vận hành tốt rồi đó. Đó, ok. Ôi, ok, good job mấy em. Rồi mấy em gắn lại cho nó ngon lành. Rồi cái đội bảo trì cố gắng là bảo trì dầu nhớt đồ vô cho nó tốt. Rồi sau rồi em lấy cái relay cap này nè, em thay cho cái máy đó nữa. Rồi còn hai cộng cho cái máy móc đùi với cái máy đạp đùi bên kia để dành. Để dành thật kỹ nha các bạn. Cộng cáp nó nhỏ thôi nhưng nó tầm quan trọng cực kỳ lớn. Rồi tiếp tục công việc đi mấy em, cảm ơn mấy em nhiều nha. Hay thì mua súp đi ba. Lai xe là đương nhiên rồi. Coi chùa hoài.